Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định các tỉnh phía Bắc đã bớt oi bức, trong khi Nam Bộ vẫn nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên trong 1-2 ngày tới thì nắng nóng sẽ kết thúc dần trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay từ Quảng Nam cho đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Ở Nam Bộ cũng vậy, tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 39 độ C. Trong khi đó thì Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Tây Nguyên, nắng nóng đã suy giảm, chỉ còn ở vài nơi thôi, nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau: phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C và cao nhất từ 29 đến 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C và cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C và cao nhất từ 29 đến 35 độ C. Ở Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C và cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Ở Tây Nguyên thì nhiệt độ thấp nhất là 23 đến 26 độ C và cao nhất là 32 đến 35 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C và cao nhất là 35 cho đến 39 độ C.